Kính thưa quý vị, bay qua núi Fuji bằng động cơ Fuji. Một cựu phi công người Thụy Sĩ tên là Yves Rossi đã bay qua đỉnh núi tuyết Fuji kỳ vĩ chỉ với một bộ phản lực đeo trên lưng. Với tốc độ bay trung bình khoảng 200 km một giờ và tốc độ rơi tối đa là 300 km một giờ, Rossi đã chinh phục thành công ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Tổng cộng, cựu phi công này đã thực hiện đến 9 chuyến bay xung quanh núi Fuji với một đôi cánh dài 2 mét và 4 động cơ phản lực trên lưng. Đây không phải là lần đầu tiên anh thực hiện một chuyến bay như thế này. Trước đây, Rossi đã từng chinh phục thành công nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới như hẻm núi Grand Canyon và eo biển nước Anh. Tuy nhiên, núi tuyết Fuji tại Nhật Bản mới chính là màn trình diễn ngoạn mục nhất mà anh từng thực hiện.